Bành, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa hạt Vinamilk 9 hạt được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. No, please, no, 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 no. Chị em mình vừa nói nhau gì? Đã là luật là phải là luật. Đã là cuộc thi thì nó phải như vậy chứ. No, em phải hát với chị. Our Song, bài hát của chúng ta, 21 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần, phát sóng toàn cầu trên Vion. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Các bạn xin được công bố kết quả của lượt thi đấu thứ hai. Tiết mục Song ca Ừ em xin lỗi nhận được 253 điểm bình chọn. Và tiết mục Trời giấu trời mang đi liên khúc với em và tôi 231 bình chọn. Như vậy là ở lượt đầu tiên thì bên team chị Thu Minh nhỉnh hơn. Tới bài thứ hai, Xem như em chẳng may, nhận được 257 bình chọn. Và Đại Minh Tinh nhận được tới 275 bình chọn, là tiết mục song ca có điểm cao nhất. Thủ cũng đã cố gắng hết sức, học tại thi phận mà. Mình đi cũng được, mình ở cũng được. Những thời khắc mình ở đây, mình phải vui. Hồi hộp nhưng mà đâu đó mình cũng có một cái niềm tin là yeah, cái chuyện này nó vẫn chưa xảy ra ngay vào thời điểm này đâu. Tổng hai lượt bình chọn của phần song ca của team chị Thu Minh là 510 điểm. Và tổng hai lượt bình chọn của team Lâm Bảo Ngọc là 506 điểm. Như vậy là ở round 2, team chị Thu Minh thắng. Nhưng mà cộng lại cả 4 bài thi trong 2 lượt thi thì team của Lâm Bảo Ngọc nhận được 1036 điểm. Và team Thu Minh nhận được 1039 điểm. Hơn đúng 3 điểm. Và xin chúc mừng team Thu Minh an toàn. Thật sự là khi mà mình biết được là cả một liên minh của mình được an toàn, có thở phào nhẹ một cái. Tất nhiên mình chơi thì mình muốn thắng. Đã thi thì phải có tính hiếu chiến, phải có tính quyết thắng. Chứ nếu không đến đây thi làm gì? Đội trưởng vẫn còn đang tính toán nhưng chưa hiểu gì đang xảy ra. Ê chứ nó cứ nói thiệt cái thắng mà không vui. Tại sao ạ? Tại không biết sao nữa. Dạ. Tôi nghĩ là trong giờ phút này ai thắng cũng không thể nào vui được. Không, nhưng mà phải công nhận là team chúng mình hôm nay làm rất tốt. Và cả hai bài đều đúng với tiêu chí của chương trình, đó là làm mới những ca khúc cũ, giao thoa giữa hai thế hệ và biến bản thân mình thành những version mà chưa bao giờ tồn tại trước đó. Đó là những cái điều mà Our Song luôn muốn hướng đến. Và thưa quý vị, vì team Thu Minh là team an toàn, cho nên liên minh còn lại sẽ có một OG và một ca sĩ Gen Z có điểm thấp hơn hai người còn lại, buộc phải chia tay với chương trình. Oh my god. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Tôi là hoang mang, không biết nghĩ sao này, không biết là kết quả sẽ như nào. Tôi thật sự là mình im lặng và tự nhiên mình không thể nói ra những lời gì được. Game là game chiến thuật chung, thắng là thắng chung. Có thể sẽ có những người ở bên này điểm số cá nhân của họ thấp hơn những người bên này, nhưng vì liên minh này thắng cho nên họ an toàn. Và Trân Thành sẽ công bố điểm cá nhân của từng OG và từng Gen Z bên này. Đầu tiên, đứng cạnh Trân Thành, Lâm Bảo Ngọc. Lâm Bảo Ngọc có số bình chọn cá nhân là 231 bình chọn. Ca sĩ Hoàng Hải có lượt bình chọn là 273 bình chọn.
Như vậy chúng ta sẽ còn hai người còn lại để biết xem điểm số của OG nào sẽ cao hơn và điểm số của ca sĩ Gen Z nào sẽ cao hơn. Phan Duy Anh, điểm bình chọn là 229 điểm, thua Bảo Ngọc 2 điểm. Như vậy người chia tay đầu tiên của chương trình là Phan Duy Anh. Thật sự là nếu là ai phải dừng cuộc chơi, bản thân mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thấy tiếc, không những tiếc mà còn buồn nữa cơ. Buồn đến mà ẩu hụt bần thần luôn. Và ca sĩ Ngọc Anh, điểm bình chọn là 270, 2 điểm, thua đúng 1 điểm. Thua em 1 điểm. Vâng, thưa quý vị, như vậy Phan Duy Anh và ca sĩ Ngọc Anh phải chia tay với chương trình. No, please, no, 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 no. Chị em mình mới nói nhau gì? Đã là luật là phải là luật. Đã là cuộc thi thì nó phải như vậy chứ. No, em phải hát với chị. Chúng mình hẹn nhau vào một chương trình gala chẳng hạn. Mình hơi bất ngờ với kết quả đối với chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh là người mà mình rất là mong muốn có thể gặp ở trong phòng trong để có thể cùng kết hợp với chị một bài hát. Tại vì hôm nay chị làm quá tốt luôn. Chị Ngọc Anh không làm đơn giản, không phải là hát, mà chị đang thực sự sống ở trong cái câu chuyện, trong cái bài hát đó. Thành ra là mình rất là sốc. Chúng tôi muốn lắng nghe những lời tâm sự của Phan Duy Anh với hành trình của bài hát của chúng ta. Khi em đến với chương trình Ao Sông Việt Nam thì em muốn là mình được khán giả và mọi người đón nhận với cái hình ảnh của em viral hơn và không còn phải là mọi người nghe nhạc số nữa. Mà khi em tham gia chương trình em đến gặp gỡ tất cả các anh chị bậc tiền bối và các bạn nghe gì quá là giỏi. Thì em cảm thấy mình cũng đã cố gắng hết sức cho để tập luyện rồi. Thì em cũng chỉ thấy là mình vẫn chưa được ok lắm so với các bạn nghe gì ở đây, quá là tài năng. Anh Phan Duy Anh cũng là một cái người mà khi mà vừa nghe anh cất giọng hát lên một cái mà ngồi xem live nổi hết da gà luôn mọi người. Tại vì là hát quá hay thì thực sự mình rất là respect điều đấy. Thật ra anh tin chắc chắn là sau chương trình là khán giả sẽ luôn nhớ về một Phan Duy Anh rất là hiền lành, mà khi mở miệng ra thì hát rất là hay. Một chàng trai sống tình cảm và có rất nhiều bài hit ạ. Xin mời chị Ngọc Anh, mời chị chia sẻ về cảm xúc của mình. Ngay từ cái lúc mà chị vừa thi xong á, là chị rất là muốn cảm ơn mọi người, là vì chị cũng có cảm giác là chắc hôm nay có khi là hôm cuối cùng của mình cũng nên. Nên là chị rất là muốn cảm ơn đến toàn bộ ekip. Phải nói là chị đã có được một kỷ niệm quá đẹp, rất rất là đẹp. Nếu mà đi tiếp nữa thì nó sẽ còn đẹp hơn, nhưng những cái gì chị đã có trong những tháng ngày vừa qua ấy, đã cho chị một cái kỷ niệm và có lẽ là chị sẽ không bao giờ quên. Chặng đường này nó cũng đã đủ để cho chúng ta có một cái sự kết nối nào đó mà mình cảm thấy là mình không hoặc là chưa muốn rời xa nhau. Tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra ngay trên sân khấu ấy. Tại vì chị cún thì thực sự chị cún dễ thương lắm luôn á mọi người. Chị cún dễ thương từ lúc ở ngoài backstage, chị cún như nào thì lên sân khấu chị cún dễ thương y chang vậy đó. Luôn luôn rất là sweet, rất là lúc nào gặp là hỏi han các em, rồi năng lượng chị cũng dễ thương vô cùng. Nên là khi mà biết được tin mà chị cũng không đi tiếp nữa thì thực sự mình buồn dã man luôn. Chị sẽ không khóc ở lúc này bởi vì là em muốn hát nhưng mà nhưng mà chị đang khóc ở trong lòng. Chị không khóc ra nước mắt nhưng mà chị cũng khóc ở trong lòng, có chứ. Tại vì là chị không muốn chia tay mọi người, cũng như là nhưng nếu mà để phải ra đi thì chị vẫn thấy là chị muốn Hải ở lại để Hải sẽ tiếp tục làm những gì đó mà từ trước giờ Hải chưa có dịp làm. Nói gì nói chị cũng đã có nhiều cái cơ hội để làm hơn Hải. Hải cố lên nha. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Anh. Cảm ơn các em nhiều lắm. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ chia tay với ca sĩ Phan Duy Anh và ca sĩ Ngọc Anh ở chương trình ở live show 2 lần này, và xin được chúc cho Phan Duy Anh ngày mai khi bước ra đường, khi đi ăn phở thôi cũng sẽ có người gọi Phan Duy Anh nè. Đó là cái điều mà Thành hy vọng nhiều nhất ở Phan Duy Anh, và
sau một chương trình chúng ta sẽ có được một ca sĩ rất là dễ thương, hiền lành, nhưng mà cất tiếng hát lên thì sẽ làm cho mọi người wow vì giọng hát đẹp của anh ta. Và chúng ta cũng sẽ nhớ về một ca sĩ Ngọc Anh, một người có những kỹ thuật thượng thừa và một ca sĩ cực kỳ đa dạng, và quan trọng hơn hết đó là một ca sĩ cực kỳ giàu cảm xúc bất cứ lúc nào chị đứng trên sân khấu trình diễn. Đó là điều mà Trấn Thành có thể cảm nhận được. Hát dòng nhạc nào cũng hay. Yes. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chắc là chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt với quý vị. Rất là cảm ơn sự cống hiến của tất cả các ca sĩ trong live show 2 của Our Song, bài hát của chúng ta. Đặc biệt là xin cảm ơn sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Anh và ca sĩ Phan Duy Anh đã đến với Our Song. Hy vọng là mọi người sẽ có được thật là nhiều những dự án mới, sẽ được gặp gỡ khán giả trong thời gian sớm nhất, và cũng có dịp để có thể quay trở lại để diễn đêm chung kết, và còn nhiều dịp nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.